rồi tí tí mà ra sau. Vâng, ok bạn. Anh lần ở đây quay tuyệt vời luôn, không có bị bể da luôn cả nhà, da vẫn còn liền trong thịt luôn, rất ngon. Ôi bơ miếng thịt kìa, ngon dữ dàng luôn á. Lần đầu tiên mà Hào thấy cái món lần quay ngon vậy luôn á. Lần quay chưa có đâu, đường quay ở Sapa nha cả nhà. Ôi trời ơi, nhìn nó thịt nó ngon gì đâu luôn. Ai hoa bạc? Cái này vừa dư. Cô vẫn là hết ba chỉ đúng không? Nó đặt đầu, nó đặt con hoa quay nó hết rồi. Cái này lên luôn nha. Mấy nhìn đây. Chia cho nó đều. Chân giò 300. Trời ơi, con heo ngon ghê. Em vào trong nhà đi, vào trong nhà. Tương nước này. Vừa ký thôi, không có to lắm, không có mỡ nhiều nữa. Quá trời ngon. Trời, miếng lợn quay nóng hổi luôn nha cả nhà. Vừa mới ra lò luôn. Nhìn là biết giòn rồi. Mình đây là chỉ có quay lợn bạn phải không anh? Lợn bạn. Dạ, nhìn cái thớ thịt nó khác với lợn ở dưới xuôi, ở dưới thành phố. Nhìn cái thớ thịt mà chặt ra là mình biết nó ngon. Ok bạn. Vâng, bạn cứ đi lợn quay nào. Mọi người có dịp đi Sapa thì phải ghé ăn cái lợn quay này cả nhà ơi. Tao nghĩ là chắc chắn là mọi người ăn có ở đâu mà được giống ở đây luôn á. Cái miếng thịt rất là ngon. Đây có miếng da này. Giòn rụm luôn.
quay cái này à? Con ba chỉ đủ á, chỉ không đây. Anh chẳng ra để chơi 1,5 cân chỉ đi. 1,5 cân nhỉ? Cô ăn bao nhiêu nhỉ? 2 cân. Cái chó này không qua không ra đây rồi. Mai ra đây rồi. Cái miếng thịt nó rất là mỏng luôn cả nhà. Đó, nó mỏng chứ nó không có dày mỡ nhiều đâu. Ngon lắm. Cân 7 đến 2 chặt cái chỗ này đây. Đó, ai cũng dành nhau mua. Quá ngon mà. Quá ngon mà bà. Nhìn cái miếng thịt ba chị là quá ngon luôn á. Chỗ này có 2 ngày mới quay một lần này nhá. Chỗ này thêm nữa nhá. Quá ngon cho nên là vừa chặt reo ra là người ta tranh nhau mua luôn. Tên gì anh? À, mình tên là Viên. Anh Viên á. À, lần quay của anh Viên cả nhà. À, địa chỉ thì 392 Điện Biên Phủ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cả nhà. Đối diện cái điện máy xanh này là ngay Điện Biên Phủ luôn. Có thể thấy Thảo vừa quay con heo là con heo vừa ra lò luôn. 306 bà ơi. Khách tranh nhau mua hết. Những phần ngon nhất của con heo là ba rồi. Và chân giò trước. Mà con heo này heo bản cho nên nó cũng nhẹ ký. Nó không giống như heo ở thành phố lớn. Phải 20-30 ký. 100 triệu. Đây có số điện thoại của anh Viên luôn này cả nhà. Không phải số điện thoại của anh hả? Lần quay Làng Sơn. Dạ. Anh đọc đi anh. 0356 306 186 số của anh Viên đó cả nhà. Mọi người có thể là gọi điện để mà đặt lần quay. Đây anh chỉ ăn được cái phần này. Anh cần cái đấy bao nhiêu nào? Bốn ạ. Cắt cho anh thêm đi.
vòng rồi. Chiều mới bán hả? Chiều bán thị trường nên nó chưa ấy. Dạ, từ từ rồi khách sẽ đông dần. Tại em thấy heo lực quay mình ngon quá trời. Đây là cái da bả vai, da lưng cơ, da ba chỉ cơ. Lần quay bạn cho nên không có nhiều mỡ. Đúng ngon luôn. Cứng của mình ấy là nó sẽ ảnh hưởng đấy. Quá ngon luôn cả nhà. Ăn tại chỗ luôn, nó nóng hổi gì nó mới ngon này. Đó, cho miếng lá vô anh, cho miếng lá vô anh. Cái này lá mắc mật đúng không? Đó, phải vậy mới ngon này. Đó, mình làm tại chỗ luôn. Chứ mua về khách sạn thì nó bị nguội đi thì nó sẽ không có ngon nha. Ăn tại chỗ vậy này. Đó. Còn khỏi lên nghi ngút luôn. Dạ. Trời ơi, anh phục vụ tận tình luôn. Đó cả nhà. Dạ, trời ơi, ngon hết sảy. Nếu mà mọi người mà đi Sapa mà không ăn cái lần quay này là một điều đáng tiếc luôn á. Lần rất là ngon cả nhà. Tại mình ở thành phố á, mình ăn lần nuôi bình thường á, nó sẽ không bao giờ ngon được bằng giống cái lần bạn được. Cái lá này cũng rất là ngon này. Lá này quay chung với lợn. Ăn miếng da. Mọi người có nghe được tiếng không? Giòn rùm luôn. Rất là giòn. Tìm theo quay ở anh Viên thì đối diện điện máy xanh đó cả nhà, đường Điện Biên Phủ, ngay thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Như bây giờ là khoảng tầm phải hơn 5 giờ lần mới quay xong á.
đi quá trời ngon cái miếng ba chỉ này. Cái này anh bán 350 em hả? Ba chỉ 350 thôi nha, mà ăn thiệt là Thảo nói là rất là xứng. Đến đây được bao nhiêu được nha? Rồi, con lợn lúc chưa pha ta đi qua, ta đi xuôi lên, ta đã bảo rồi. Rồi đấy rồi. Được rồi, yên tâm. Ủa, may thằng này là có sức khỏe không? Có sức khỏe không? Ba gọi đâu? Có gọi không? Không. Đấy là một ít thôi. Ok chưa? Cứ đẩy lên chút nữa chặt. Cứ chặt luôn này, chặt ra đi, xong rồi tí này hết rồi, về, cứ đi đi, để theo lên nó khỏi rồi. Cho anh coi. Miếng mà rồi này người ta đặt rồi. Đã hơi già rồi, cảm ơn anh. Hồi nãy giờ là chưa được thử miếng mà rồi nào luôn á. Giờ mới được quay phim mà thấy cái miếng này ngon quá, mà miếng này người ta đặt mất tiêu rồi. Đó. Mà ăn mấy cái miếng mà thịt đùi thôi mà nó đã ngon dữ vậy đó. Mà mọi người mà tới mà tranh thủ tới sớm mà mình mà đạt được cái phần ba rồi này ăn là hết nước chấm luôn, đúng kìa, là hết nước chấm luôn á. Nói chung là Thảo đi quay phim thì vẫn mua thực phẩm, vẫn trả tiền bình thường, nhưng mà cái nào ngon thì giới thiệu để khán giả coi và tìm được một cái quán ăn ngon. Đó, mọi người nhìn cái miếng ba rồi thấy ngon không? Rồi anh khoan hút cái đó lại nha, để cho em cần cái máy xuống cái để cho khán giả coi. Đó, đây mọi người coi cái miếng bà rồi này. Nhìn nó tươm nước mà nó ngon này. Đây là bạn nha. Đây, miếng bà rồi. Mọi người nhìn thấy cái miếng bà rồi của lợn bạn nhìn ngon không? Quá ngon luôn. Đó, chấm một cái. Đúng là ăn là hết nước chấm luôn á. Chấm lúc luôn. Cái nước chấm này cũng ngon lắm đó cả nhà. Cái da dừa nó vẫn còn giòn. Miếng bà rọi cực kỳ ngon luôn á. Đó, hồi nãy giờ Thảo mới quay cái là hết con lợn rồi đó. 5 giờ mới có lợn ra lò cả nhà. Nếu mọi người có dịp đi đến thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, ghé cái địa chỉ lò, cái quán lợn quay Lạng Sơn đó cả nhà, của anh Viên.